Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 148. Trong khoảng 6 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ nở rộng ra đến nỗi nó sẽ nuốt chửng lấy sao Thủy cùng sao Kim và làm bốc hơi hai hành tinh này. Nếu nó không giãn nở ra nữa thì trái đất vẫn có thể tồn tại, nhưng do ở quá gần mặt trời nên nhiệt độ cao đã biến trái đất trở thành một hòn đá nóng chết chóc. Và sau một khoảng thời gian rất lâu sau đó, mặt trời từ một ngôi sao lùn đỏ chuyển thành ngôi sao lùn trắng và cuối cùng là ngôi sao lùn đen. Còn trái đất khô cằn và bụi bặm của chúng ta cũng dần tiến gần hơn về mặt trời lùn đen, cho tới khoảng 100 triệu tỷ tỷ năm nữa, khi đã đến quá gần mặt trời thì trái đất sẽ bị lực hấp dẫn của nó nghiền nhỏ ra thành tro bụi. Đám tro bụi đó cuối cùng cũng sẽ bị mặt trời hấp thu mất, và đó chính là dấu chấm hết cho ngôi nhà của chúng ta. Tất nhiên, vũ trụ vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nó, mặc cho sự tuyệt chủng của loài người. Cho đến một thời gian rất rất lâu sau đó, tất cả các ngôi sao, hành tinh, khí bụi, nguyên tử và nhỏ hơn là các hạt proton cũng sẽ phân rã thành các dạng bức xạ thuần khiết. Khi đó, thứ duy nhất còn lại trong vũ trụ chỉ là vô số các hố đen. Nhưng thậm chí đến một lúc nào đó, các hố đen này rồi cũng sẽ tiêu biến, và cho tới tận cùng, khi nhiệt độ trong toàn bộ vũ trụ trở về con số không tuyệt đối, thì từ thời điểm đó trở đi sẽ không còn bất cứ sự kiện nào hay bất cứ thứ gì có thể xảy ra thêm một lần nào nữa trong vũ trụ này, và vũ trụ của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái không âm thanh, không ánh sáng, không gì cả, mãi mãi.